Các bạn thân mến, sau một tháng rưỡi tôi sử dụng một cái sản phẩm về tóc và hôm nay thì mới có đủ tự tin để chia sẻ với các bạn. Khi chia sẻ với các bạn thì các bạn nhìn thấy tôi có một cái bộ tóc nó tương đối dày đúng không ạ? Tương đối khỏe đúng không ạ? Vâng, đấy. Ngày xưa thì cái chỗ này này, nó lên tận đây này, thì bây giờ nó đã xuống đến đây rồi. Và trên đỉnh đầu nữa. Đấy, thế và tôi dùng sản phẩm này. Có cái sản phẩm gồm một cái bộ gồm 3 sản phẩm. Amla. Theo như cái dòng chia sẻ ở trên này là 20 ngày thì nó sẽ công dụng, có công dụng. Nhưng đến ngày hôm nay khi tôi chia sẻ với các bạn là 1 tháng rưỡi. Bởi vì sao? Tôi muốn nó chắc chắn nên tôi mới chia sẻ với các bạn. Đây là cái sản phẩm mà tôi cho rằng là rất là ok. Với những người trẻ thì cái sự phục hồi nó nhanh hơn, không nói làm gì. Nhưng với cái lứa tuổi của tôi và của những người lớn tuổi thì cái sự phục hồi, sự mọc tóc nó chậm hơn. Thì có lẽ đây là cái sản phẩm mà các bạn nên dùng cùng với tôi. Đây là dầu gội. Đây là dầu xả. Sau khi gội xong thì ta xả. Và đây là serum, kháng xịt ra tay. Và di vào những cái chỗ mà ta cần mọc tóc. Đó. Có một cái điều rất là vui, rất là hay, rất là gì. Thì cái này thông thường của những bộ sản phẩm tóc khác thì nó chỉ có mỗi cái mùi tinh dầu bưởi thôi. Nhưng cái đấy cái mùi rất lạ mà thực ra tôi cũng không hiểu nó là cái mùi gì. Nhưng tôi lại thấy rằng là nó rất là hiệu quả trong việc kích thích mọc tóc. Và có lẽ đấy cái mùi đấy là nó là cái điều mà nó cái sự khác biệt giữa cái Amla với các cái sản phẩm khác. Đấy, bạn dùng đi. Tôi tin là các bạn sẽ hài lòng với